Dân nhà nông thân mến, chào tất cả các anh chị cô chú gần xa nha. Thì để trả lời những cái câu hỏi mà các anh chị đã hỏi em, thì hôm nay đó em cũng làm một cái video trực tiếp để em trả lời anh Tấn Đạt ha. Thì anh Tấn Đạt á thì cũng có xem cái video trước của em là cái cách diệt mầm trên ruộng lúa đó, thì anh có hỏi là xịt mi treo có xịt vài ngày sau có xịt lại thuốc cỏ cây hay không. Thì thưa anh Tấn Đạt, thì để mình làm được đạt cái mà diệt cỏ hiệu quả 100% thì nó có rất là nhiều yếu tố nha anh. Thì cái việc đầu tiên thì ở đây á, là em không có đem cái chai thuốc mi treo ha, thì cả nhà mình xem cũng thông cảm giúp em. Thì em chỉ là nói cái tên thuốc thôi ha, nói cái tên thuốc và cách sử dụng và cái quá trình mình làm cái ruộng mình. Thì như cả nhà mình thấy ở đây nè, cái đám ruộng này là 35 ngày rồi nghe cả nhà, 36 ngày rồi. Thì như cả nhà mình thấy là không bao giờ mà còn cỏ chỗ nào hết nha. Thì em quay cái này là cũng thực tế nha cả nhà, bên này và bên này cũng vậy luôn. Đợi tí xíu nữa em sẽ lội vô. Thì bây giờ em sẽ lội vô trong và em sẽ đi dọc dọc theo cái mương ở giữa ruộng lúa đây. Thì em để cho cả nhà mình cùng xem. Cả nhà mình là xem xong thì em sẽ nói từng cái giai đoạn ha, từng cái giai đoạn mà để mình diệt cỏ trên ruộng lúa để đạt tới hiệu quả tới từ 95 tới 100% ha cả nhà ha. Thì cái này cũng tùy theo điều kiện thôi. Thì bây giờ trước mắt là em sẽ đi quay đảo đảo ở đây nè, đều vòng vòng trên đó luôn, thì để cho cả nhà mình xem diệt cỏ là nó hiệu quả như thế nào. Thì cái này cả nhà thấy là không bao giờ có cái cỏ dại nha cả nhà. Đây, mà có cỏ dại thì giờ mình nhìn mình sẽ biết liền. Lúa này là nó nay là 35 ngày nha cả nhà. Đó, em sẽ đi dọc dọc. Đó, như cái nhà mình thấy là không có luôn ha. Đây, chung là trời nó cũng mưa cả nhà, nó hơi tối tối cả nhà xem cũng thông cảm giúp em ha. Bây giờ em để em đi lên bờ rồi em chia sẻ cái cách làm của em ha. Chia sẻ cách làm của em thì gửi đến cả nhà mình xem để cho nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất nha cả nhà. Thì bây giờ em đã quay vòng vòng cho cả nhà mình xem rồi ha. Thì trên thực tế thì nó không có cỏ dại nha cả nhà. Và đây em cho cả nhà mình xem tới gốc luôn, cả nhà mình xem thấy tới gốc luôn ha, là hoàn toàn là không 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 có cỏ dại đâu nha cả nhà. Đó, cái đám lúa này cũng rất là tốt nha cả nhà. Rồi thì em cũng quay lại và em chia sẻ toàn bộ cái quy trình để làm sạch cỏ nha cả nhà. Thì cái thứ nhất là cái việc ban đầu là mình trục đất. Cái thứ hai, bờ bực chúng ta làm cho nó không có hang cua hang cọc. Khi để mình diệt mầm á, là mình đắp nước là nó không có đi nước ha. Là cái bờ bực là mình phải làm cho nó sạch sẽ gọn gàng chút xíu. Rồi tới cái việc mà trục đất á, thì chúng ta cố gắng trục đất thật là bằng. Đó, mình phải làm sao cho đều, mình khi mà mình vô nước á, là để đạt được cái mật độ nước nó đều mặt ruộng tốt nhất. Thì khi mà mình làm như vậy thì cỏ hoàn toàn là sẽ chết hết. Thì cái cách xịt của mi treo á, thì khi chúng ta xạ mầm là từ 1 cho tới 3 ngày là chúng ta sẽ xịt.
thì chúng ta xịt như vậy á, là 4 ngày sau, thì 1 tới 3 xong tới 4 ngày sau là thành 7 ngày. 4 ngày sau chúng ta sẽ vô nước, 4 ngày sau chúng ta vô nước, và 8 tới 10 ngày chúng ta rải phân. Thì cái này em cũng chia sẻ lại thôi ha cả nhà ha. Thì các anh chị cô chú nào mà đã làm mà hiệu quả thành công thì cũng bình luận ở dưới này, và hoặc là có cách nào mà hay hơn thì cũng có thể là bình luận ở phía dưới, thì để cho em và cùng các anh chị khác có thể xem và cũng học hỏi thêm nha cả nhà. Rồi thì bây giờ em cũng chia sẻ luôn cái cách xịt. Thì cái cách xịt á, em làm ở đây á, là cả nhà mình lưu ý ha. Thì trên cái miếng ruộng mình á, là nó cũng mình làm mình nói nó cho bằng, nhưng mà cái lúc mà mình trục á, thì nó cũng không có được, là chỉ là tương đối thôi. Thì khi chúng ta xịt á, chúng ta cảm nhận được cái gò á, thì chúng ta xịt kỹ một chút, quơ chậm bét chút ha. Và tới khi những cái chủng á, chúng ta chỉ cần lướt sơ thôi. Tại vì cả nhà biết sao không, cái chủng á, là khi mà mình vô nước là cái chủng nó có nước đầu tiên á, là cỏ không bao giờ lên được. Thứ nhất là cái, thứ hai là cái chủng nó sẽ sâu, lúc nào nước cũng ngập sâu và cỏ lên không kịp thì không bao giờ lên được cái chủng ha. Thì mình làm cái cách như vậy đó là nó đỡ tốn thuốc nha cả nhà, mà vẫn đạt hiệu quả cao. Thì em làm thì nói chung là hơn 20 năm rồi, thì nói chung là ít nhiều gì em cũng có được chút kinh nghiệm, thì em cũng quay lại chia sẻ cách xịt của em á, thì cho cả nhà mình cùng xem. Thì nói chung là các anh chị á, thì cũng vô hỏi cũng rất là nhiều câu hỏi, thì bây giờ anh chị nào mà hỏi về vấn đề gì á, thì em cũng sẽ trả lời bằng cái video ha, để cho các anh chị có thể nắm rõ hơn. Thì nếu mà thấy cái video em nó hay á, thì cả nhà hãy cho em một like nha, ủng hộ em để em có thêm động lực em ra thêm những cái video thật là hữu ích gửi đến cả nhà mình cùng xem. Thì trong cái video em có nói sơ sót gì thì mong cả nhà cũng thông cảm bỏ qua ha. Thì hy vọng anh Tấn Phát sẽ xem được cái video này và có cái cách làm cho riêng anh thì cũng như các anh chị khác ha. Thì em cũng thấy là các anh chị khác là nói là xịt một lần xong rồi xịt 2-3 lần gì, em thấy nó có tốn công tốn sức quá, tốn tiền nữa nha cả nhà. Thì em thì từ nào giờ em không có xịt 2-3 lần gì đâu, em nói chung là em xịt chỉ một lần một duy nhất à, ruộng thì không bao giờ có cỏ. Thì những cái yếu tố mà em đã nói ở trên á, thì mong các anh chị xem nghiên cứu lại cái cách làm đất của mình trước đi ha. Thì cái thuốc đó là nó, cái thuốc mi treo thì nó quá hiệu quả rồi. Còn là nếu mà lên cỏ nữa thì do lỗi bên kỹ thuật của nhà nông mình thôi, bên kỹ thuật mình làm đất với các cách mình xịt thuốc đó cả nhà. Rồi mà em cũng quên nói cả nhà mình nữa ha, nếu mà cả nhà mình làm cái giống lúa cũ á, khi chọn làm cái giống lúa cũ á là phải chọn tuyển chọn nha cả nhà. Nhiều khi cái đống cái giống lúa cũ mình nó đã có cái mầm có gạo ở trong á, lý do mình xịt nó không chết á, là khi mình ủ á, cái mầm cỏ và cái mầm lúa nó lên một lượt ha, cái mầm cỏ và cái mầm lúa lên một lượt, thì khi chúng ta xịt thằng mi treo vô là cỏ gạo nó không bao giờ chết. Thì tại vì là nó lên một lượt chứ lúa đâu có chết được đâu cả nhà, tại vì người ta là diệt mầm, còn cái kia là mình ủ cái lúa nó đã lên rồi thì không có chết được. Cái này là cũng rất là quan trọng đó cả nhà, mình xem và cũng rút kinh nghiệm lại ha. Thì tại ngày xưa đó là em cũng có bị rồi, thì không phải là không bị đâu cả nhà, em cũng đã bị rồi và em cũng thấy luôn. Mình khi mình đem lúa ra xạ đó thì mình bốc cái nấm lúa giống lên, cái nó có lộn hột ong cỏ trong đó, cái nó lên y như cái lúa giống luôn, mà nó cái hột nó nhỏ đó cả nhà. Mình nhiều khi xem á mình không có để ý, không có để ý, thành ra khi mà mình xả xuống 3 ngày sau mình xịt là nó lên bằng lúa, cái mầm nó không có chết được. Rồi thì một cái số góp ý nhỏ nhỏ em chia sẻ đấy cả nhà mình, thì cả nhà mình có anh chị cô chú nào mà làm cái giống lúa cũ thì cũng nên để ý ha.
thì mình muốn làm giống cái miếng đó là mình phải cắt làm cho sạch sẽ, cắt bông cỏ hết đi, rồi tuyển chọn lại giống lúa thì mình mới làm, mới đạt được cái năng suất cao và cái hiệu quả mang đến tốt hơn nha cả nhà. Rồi cái video em cũng dài thì chắc em cũng xin tạm dừng tại đây thôi cả nhà ơi. Thì hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo. Thì các anh chị cô chú nào có những cái câu hỏi nào mà nó liên quan tới về cây lúa thì hãy bình luận và comment ở phía dưới nha video nha cả nhà. Thì em thấy thì em sẽ trả lời. Rồi chúc anh Tấn Phát thành công ha. Rồi chúc cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe. Rồi xin chào và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo nha cả nhà.